Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự 15 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đoàn công tác Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đến kiểm tra huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 254. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Trung đoàn 254 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, xác định tốt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm. Đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trong thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, tiếp tục huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức ra mắt mô hình cổng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông. Đây là mô hình dịch vụ công đầu tiên trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giao thông. Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông của Công an thành phố Lào Cai bao gồm nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến, đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy, đăng ký cấp mới biển số xe mô tô, xe gắn máy lần đầu, đăng ký sang tên xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến. Các dịch vụ công trực tuyến của Công an thành phố Lào Cai trong lĩnh vực giao thông cũng cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an mức độ 3 và mức độ 4. Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức đoàn thể đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Bốn nội dung trọng tâm tuyên truyền gồm phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, cải tạo vệ sinh môi trường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Thông qua tuyên truyền thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023 gắn với thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa với những mục tiêu cụ thể đang được các địa phương phát động sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được huyện Bảo Yên chỉ đạo triển khai. Về hạ tầng, huyện Bảo Yên hiện có tổng số 98 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 81 nhà nghỉ và 16 trên 28 homestay hoạt động thường xuyên với 530 phòng, gần 900 giường đủ tiêu chuẩn phục vụ khách. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại những địa bàn có tiềm năng, huyện quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và người dân địa phương đầu tư vào du lịch dịch vụ, có chiến lược về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Huyện cũng tăng cường quảng bá thông qua việc tổ chức các lễ hội, chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch. Căn cứ chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo đã được ban hành, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình tiếng Anh phù hợp với tình hình thực tế và năng lực của đơn vị. Riêng với các trường ở vùng cao, vùng khó khăn, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm khắc phục những khó khăn đặc thù, đảm bảo việc dạy ngoại ngữ ở cấp mầm non đạt hiệu quả. Con dê màu trắng, thế con dê màu trắng thì đọc là gì nhỉ chúng mình nhỉ? Màu trắng là gì? Để chuẩn bị được một tiết học như thế này, cô giáo Lự Thúy Nguyễn đã phải bỏ nhiều công sức. Không có chuyên môn tiếng Anh, cô Nguyễn phải thường xuyên tự học ngoại ngữ, khai thác hiệu quả các nguồn học liệu điện tử. Trong giờ học tiếng Anh thì tôi đã cùng phụ giúp với các cô giáo tiếng Anh học thêm cách phát âm, cách nói, các từ, các câu để ôn luyện lại cho trẻ. Ngoài ra tôi còn lồng ghép tiếng Anh trong một số giờ học, như là tôi sẽ tải một số bài hát, một số phần mềm về tiếng Anh, về máy tính cho trẻ học. 80% trẻ mầm non tại trường mầm non Hợp Thành đã được làm quen với tiếng Anh.
Đây là một nỗ lực rất lớn trong công tác xã hội hóa ở địa bàn còn nhiều khó khăn này. Để phù hợp với điều kiện thực tế, nhà trường đã đề xuất chỉ thu 40.000 đồng một tháng với mỗi trẻ được phụ huynh đồng tình. Thu về khoảng 5,5-6 triệu thì cũng trả lương được cho một giáo viên. Nhà trường cũng đã tìm được một cô giáo có đủ trình độ đại học, có chứng chỉ của mầm non. Toàn tỉnh hiện có 77 trường mầm non với hơn 12.300 trẻ được làm quen với tiếng Anh. Tuy nhiên, trong khi 94% trẻ mầm non tại vùng thuận lợi trên địa bàn tỉnh được làm quen với tiếng Anh, thì ở các vùng khó khăn chỉ đạt gần 6%. Hiện nay thì theo cái quy định mới của Bộ Giáo dục, đó là giáo viên có trình độ cao đẳng và đại học tiếng Anh được dạy mầm non thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy mầm non. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng giáo viên tiếng Anh dạy ở vùng cao ấy, do đặc thù là Sapa cũng đang thiếu giáo viên tiếng Anh, cho nên là cấp học mầm non của vùng cao là chúng tôi cũng chỉ duy trì được là phối hợp với các trung tâm để tổ chức một số lớp. Bản chất các thầy cô giáo là cũng đã được tiếp cận, thì với cái mức độ làm quen của mầm non thì rất là đơn giản. Các thầy cô giáo có thể hướng dẫn cho các em trên cơ sở sử dụng băng đĩa hình, thế rồi học trực tuyến, làm quen trực tuyến. Đấy, thì cái này chúng tôi cho rằng là đây đang là cái giải pháp để có thể phù hợp với vùng cao. Ngành giáo dục khuyến khích giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo, lan tỏa phong trào cô và trẻ cùng học tiếng Anh trong các trường mầm non, nhất là ở địa bàn vùng khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, chuyển đổi mạnh từ phương thức chăn nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh là giải pháp được tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện. Phấn đấu sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 12.200 tấn. Theo đó, các địa phương duy trì ổn định diện tích nuôi thủy sản đã có, khuyến khích phát triển các loại thủy sản cho giá trị kinh tế cao, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên các lưu vực sông, hồ chứa nhằm bảo tồn, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, các loài cá quý hiếm có giá trị kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng, khai thác tối đa công suất của các cơ sở sản xuất con giống, phấn đấu sản xuất hơn 25 triệu con giống các loại, đáp ứng 70% nhu cầu con giống của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu sản xuất giống mới, phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi thủy sản. Thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo tinh thần nghị quyết 10 của tỉnh ủy, thời gian qua, Hội Nông dân của huyện Bảo Thắng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp nông dân xây dựng thành công thương hiệu cá chép lai, góp phần thúc đẩy các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm thủy sản thuận lợi hơn. Theo lịch sản xuất của Hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Phong Hải, hôm nay tới phiên gia đình ông Nguyễn Văn Lượng tháo ao bắt cá. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, gần 10 tấn cá đã được thu xong, chất lên các xe hàng để chở đi các tỉnh. Chăn nuôi quy mô lớn, bình quân mỗi năm thu hoạch từ 40 đến 45 tấn cá, trong đó 80% là cá chép lai, nhưng ông Lượng không bao giờ phải lo đầu ra. Hợp tác xã với cả thành viên thì nói chung là cũng thường xuyên là sẽ ký kết với nhau là bao tiêu sản phẩm. Cái đầu ra thì nếu hầu như là hợp tác xã sẽ đứng ra thu mua và vận chuyển đi xuất đi. Đã có thương hiệu thì nói chung là về cái nguồn để mà xuất ra thì nó tốt hơn và đều hơn và nhanh hơn. Triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, huyện Bảo Thắng chọn 3 cây 3 con thế mạnh để đẩy mạnh sản xuất, trong đó có con cá. Chung tay vào cuộc, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, đặc biệt đã phối hợp giúp thị trấn nông trường Phong Hải xây dựng thành công thương hiệu cá chép lai vào cuối năm 2022. Hiện nay thì cái mô hình cá chép lai này đã mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Nhân dân thì những hộ nghèo thì giảm nghèo bền vững và những hộ khá giàu thì có chiều hướng là ngày một phát triển. Đối với thủy sản ấy, thì đến hiện nay cũng đã có cái thương hiệu cá chép lai Bảo Thắng. Mà Hội Nông dân huyện là đơn vị được thụ hưởng và được quản lý sử dụng thương hiệu đó, cũng đã chỉ đạo triển khai làm sao mà người nông dân khai thác nuôi trồng thủy sản đạt được hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Bảo Thắng hiện có khoảng 740 ha mặt nước nuôi thủy sản, tổng sản lượng bình quân mỗi năm từ 4.500 đến 5.000 tấn. Với việc xây dựng thành công thương hiệu cá chép lai, Hội Nông dân huyện
đã góp phần thúc đẩy việc xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm thủy sản của địa phương thuận lợi hơn. Thành công này cũng tạo động lực để Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai một loạt mô hình dự án hỗ trợ sản xuất hàng hóa nông nghiệp với những cách làm mới, đảm bảo mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Chuyển sang thông tin trong nước. Để nâng cao chất lượng nông sản và thuận lợi thị trường tiêu thụ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng chú trọng xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Với khoảng 300 ha, vùng sản xuất theo hướng hữu cơ của huyện Cát Tiên tập trung chủ yếu tại các xã Gia Viễn, Đức Phổ, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng và thị trấn Phước Cát. Các loại cây trồng chính là lúa, cây điều và một số cây ăn quả. Sản xuất theo hướng hữu cơ, ngành nông nghiệp khuyến khích, hướng dẫn người dân hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, thay vào đó là sử dụng các chế phẩm sinh học để chăm sóc cây trồng, giúp nâng cao thu nhập, đảm bảo sản xuất bền vững và thị trường tiêu thụ rộng mở. Theo Tổng cục Thủy lợi, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2023 tại một số khu vực sẽ thiếu hụt dòng chảy so với trung bình nhiều năm. Nguồn nước từ các công trình thủy lợi hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng nguy cơ gặp một số khó khăn, cần có giải pháp ứng phó trong thời gian tới. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023, dòng chảy sông suối ở khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 50%, Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 60%. Hiện cả nước đang gieo cấy đạt gần 2,2 triệu hectare lúa vụ đông xuân năm 2023. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang xuống giống vụ hè thu. Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8 năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chủ đề Cùng nắm chặt tay nhau hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt Nam-Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản. Cùng với đó là chuỗi hoạt động hội thảo xúc tiến thương mại du lịch Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam Nhật Bản, các sự kiện kết nối kinh doanh giao thương. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8 là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore trong một tháng đầu năm nay giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức giảm lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Dữ liệu của chính phủ Singapore cho thấy đây là lần sụt giảm theo tháng thứ tư liên tiếp, đồng thời là lần giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2013. Tổng giá trị thương mại cũng giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng giá trị xuất khẩu giảm 9,6% và nhập khẩu giảm 11,3%. Một số chuyên gia đánh giá những dữ liệu thương mại nói trên của Singapore là đáng báo động và tình hình tồi tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước nếu như xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm nay. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang tiến hành điều tra và kiểm soát một sự cố mạng liên quan đến mã độc trên một phần mạng máy tính của cơ quan này trong những ngày gần đây. FBI cho biết vụ tấn công có liên quan đến các máy tính đặt ở văn phòng tại New York, vốn đang được sử dụng để điều tra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Đây là một trong những văn phòng lớn nhất của FBI và hiện tình hình đã được kiểm soát. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2021, tin tặc cũng từng viếng thăm FBI bằng cách hack thư điện tử hợp pháp của cơ quan này để gửi thông tin giả mạo tới hàng nghìn tổ chức về một mối đe dọa mạng có chủ đích. Sau đó, FBI cho biết đã khắc phục một lỗ hổng phần mềm liên quan đến vụ việc. Một nhóm các nhà khoa học đã tập hợp được trình tự hoàn chỉnh bộ gen của gà, qua đó đánh dấu một thành tựu quan trọng trong nỗ lực giải trình tự bộ gen của một loài động vật có giá trị lớn về kinh tế. Nhóm chuyên gia thuộc Trường Đại học Tây Nam ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ đọc chuỗi trình tự dài đối với gà Husu, một giống gà đặc hữu của Trung Quốc. Thông qua việc lập bản đồ, họ đã phát hiện ra 6 mô hình nhiễm sắc thể không có trong các tập hợp bộ gen trước đó. Nhóm chuyên gia cho biết gà là một trong những sinh vật có xương sống quan trọng nhất, nhưng việc giải trình tự bộ gen của loài này vẫn chưa hoàn thiện. Nghiên cứu mới đây được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm sự hiểu biết của con người về quỹ đạo tiến hóa của động vật có xương sống và mang lại lợi ích ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm.
Lớp băng bề mặt tại Nam Cực đang tan chảy ở mức kỷ lục và đã giảm xuống chỉ còn 1,91 triệu km vuông trong tuần này, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1979. Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ cảnh báo, do chỉ còn vài tuần nữa bắt đầu bước vào mùa tan băng, nên lượng băng ở Nam Cực dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm hơn nữa trước khi chạm mức tối thiểu hàng năm. Cũng theo Trung tâm Dự trữ Băng tuyết Quốc gia Mỹ, băng ở Nam Cực bắt đầu tan chảy nhanh từ năm 2016 và có thể còn kéo dài. Tháng 2 năm ngoái, diện tích mặt băng nổi ở Nam Cực lần đầu tiên giảm xuống dưới 2 triệu km2. Bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.